Hôm nay 16 tháng 6, Ban Quản trị Tổ đình Long Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thủy tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm thành lập chùa Long Quang 1824-2024. Tham dự có các quyền lãnh đạo đảng, nhà nước, đại diện các sở, ban ngành thành phố, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Chùa Long Quang tọa lạc tại khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, được khai sơn vào năm 1824. Năm 1993, chùa Long Quang được công nhận là di tích nghệ thuật cấp quốc gia. Hiện chùa Long Quang có 50 vị tăng ni, đồ chúng xuất gia và cầu pháp, trên 10.000 Phật tử, và chùa được chọn làm văn phòng trường trung cấp Phật học để đào tạo tăng ni sinh trung cấp và cao đẳng Phật học. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quyết định chuyển đổi danh xưng từ chùa Long Quang thành Tổ đình Long Quang. Tại buổi lễ, ban tổ chức trao quyết định về việc bổ nhiệm Ban Quản trị Tổ đình Long Quang nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 thành viên do Thượng tọa Thích Bình Tâm làm trưởng ban. Đây là tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp cơ sở đầu tiên theo quy định của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Ban Quản trị Tổ đình Long Quang còn tổ chức lễ Huy kỵ lần thứ 100 Cố Hòa Thượng Thích Từ Quang và lễ đặt đá xây dựng bảo tháp tổ đường, dự kiến diện tích 540 m2, gồm 1 trệt và 7 tầng với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.